Xin chào tất cả bạn, tôi Lưu Chuyên đây ạ. Rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình chia sẻ mẫu nhà đẹp cùng với công ty cổ phần kiến trúc Kisato trong ngày đầu tiên của năm mới, năm 2019. Hôm nay là ngày 1 tháng 1 âm năm 2019, là đánh dấu bắt đầu của ngày mới. Nhưng mà kể cả là ngày Tết thì công ty cổ phần kiến trúc Kisato vẫn giữ đúng lời hứa, đó là 8 giờ tối hàng ngày sẽ chia sẻ cho các bạn một mẫu nhà đẹp. Và hôm nay là một mẫu nhà vườn cấp 4 mái thái được công ty chúng tôi thiết kế cho bác Luyến, Hà Văn Luyến ở thôn Lũng, xã Văn Luông, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Thì các bạn hãy vào YouTube gõ Kisato, ở nút đăng ký và chuông thông báo để nhận được các cái mẫu nhà đẹp trong năm 2019 này nhé. Ok, thì bây giờ tôi sẽ đi chia sẻ sâu với các bạn là về cái mẫu nhà này để xem mà chúng tôi thiết kế cho bác Luyến có điểm gì nổi bật nhé. Thì các bạn nhìn thấy đây là phối cảnh tổng thể của công trình, và khi mà chúng tôi đưa cho bác Luyến thì bác rất là thích. Hồ sơ thì chúng tôi đã giao hết cho bác để bác tiến hành thi công vào tháng riêng năm 2019. Thì tổng thể công trình vẫn nổi bật bởi cái màu trắng, sơn tường màu trắng. Và bên dưới thì chúng tôi sử dụng là gạch thẻ chạy xung quanh nhà. Và bên trên thì chúng tôi thiết kế cho bác cái là hệ mái, thì bác yêu cầu là bớt mái đi, không rườm rà quá là phức tạp. Thì chúng tôi thiết kế cho bác ấy là hai hệ mái. Và cái hệ mái chữ A thì chúng tôi trang trí là rất đơn giản thôi, một vài điểm nhấn hoa văn, còn chủ yếu là chúng tôi sử dụng màu sắc để phối với cái hình khối của công trình để tạo ra cái vẻ đẹp quyến rũ cho công trình này. Đó, như các bạn nhìn thấy công trình vẫn nổi bật bởi hệ sảnh. Hệ sảnh đây thì chúng tôi làm to ở khu vực đấu bên dưới và có gờ trang trí xung quanh, và chúng tôi làm gờ phân tầng giống như bao nhiêu các công trình khác, thì gờ này nó hơi đặc biệt một chút. Tôi sẽ zoom lên cho các bạn. Đó, thì chúng tôi khoét lõm tạo thành các cái ô vuông chạy xung quanh nhà như thế này. Và bác ấy cũng yêu cầu chúng tôi là phải có một cái dàn hoa, để chúng tôi thiết kế cho bác một cái dàn hoa để tạo một cái sự liên kết giữa hai khối sảnh, sảnh chính và sảnh phụ, và như các bạn đã nhìn thấy trên hình ở đây. Và từ cốt sân lên đến cốt nền nhà thì chúng tôi thiết kế cho bác ấy là 5 bậc đó. Và xung quanh khu vực sảnh chính và sảnh phụ thì chúng tôi bố trí cái hệ lan can bằng inox cũng là màu trắng để tạo ra một cái sự liên khối hành lang giữa sảnh chính và sảnh phụ. Và tận dụng cái khoảng không bên dưới thì không làm gì cả, chúng tôi bố trí vườn hoa để trồng cây cảnh và đưa không gian xanh vào cho công trình. Và toàn bộ cái khu vực cửa đi, cửa sổ và cửa thông phòng thì gia chủ sử dụng là nhôm hệ. Đó. Thì bây giờ các bạn có thể ngắm nhìn công trình này ở các góc nhìn khác nhé. Thì công trình nổi bật bởi màu trắng kết hợp đan xen với những cái điểm nhấn nhá màu đỏ, mái chữ A và hệ cột. Đó, thì ở đây thì bác có làm thêm một vệ sinh bên ngoài, và trên này chúng tôi để cái test nước luôn. Đó, thì đây là một cái phối cảnh vào ban trưa. Thì công trình không quá là rườm rà, không quá là nhiều mái, không quá là trang trí phức tạp, nhưng mà cũng rất là nổi bật đấy, bởi diện cái hình khối mà chúng tôi tạo cho công trình và cái màu sắc đó, chúng tôi chỉ nhấn nhá thôi đấy. Thì phong cách hiện nay nó là gì ạ? Đơn giản, tinh tế nhưng đẹp. Nó thì đấy là cái tiêu chí kể cả công trình nhà vườn hay là biệt thự hay là bất kỳ công trình nhà ống nào cũng là theo cái tiêu chí này hết. Và chúng tôi hướng đến đó là cái ngôi nhà của gia chủ phải mang đậm cái tính cách, cái phong cách của gia chủ. Ví dụ như chỗ bác Luyến đây, bác rất là thích gì ạ, cái sự đơn giản và gần gũi và bình dị đấy. Thì chúng tôi đưa cái ngôi nhà theo phong cách của bác mong muốn đới chơi cho bác đó. Và khi mà chúng tôi đi khảo sát thì chúng tôi sẽ nghe tâm tư nguyện vọng của bác là gì để đưa những cái chi tiết vào đấy vào trong tác phẩm bác. Và các bạn biết là không có một công trình nhà vườn nào giống công trình nhà vườn nào cả, và tất cả mỗi một công trình đều có một cái màu sắc, đều có một cái tính cách, đều có một cái dấu ấn của những cái chủ nhà mà chúng tôi thiết kế riêng đó. Đây là góc nhìn ở bên hông, thì chúng tôi làm một cái ống khói giả cho bác Luyến nữa. Rồi, đây là một góc nhìn khác. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng ngắm lại công trình lần nữa. Có thể dừng điện thoại hoặc TV để ngắm kỹ lại công trình này nhé. Đó, thì công trình này cực kỳ là nổi bật bởi cái gì, cái áo mà chúng tôi khoác cho công trình. Vì sao bác Luyến cứ thế gì ạ? Chọn vật liệu đó, sơn cái màu đó, mà công trình chắc chắn của bác sẽ còn long lanh hơn rất nhiều. Cái nhà vườn mái thái tôi lưu ý đi lưu ý lại với mọi người rồi, không phải là đắp vẽ nhiều là đẹp, bởi cái hình khối, và cái hình khối của nhà vườn thì cái hệ mái thái là cái quan trọng nhất. Ở đây chúng tôi cân đối làm sao cái lớp trồng lớp, và thứ hai nữa là cái độ dốc của mái thái nó hài hòa, nó cân đối với cái tỷ lệ chiều ngang và chiều rộng của công trình, và cái hình khối mà chủ đích chúng tôi tạo ra cũng như là cái khuôn viên sân vườn ở xung quanh công trình đó. Thì đấy là những cái tiêu chí mà chúng tôi hướng đến. Rồi,
chúng ta có thể xem qua cái video hiện trạng của chúng tôi đến nhà bác. Thì hôm đấy thì đoàn khảo sát của chúng tôi thì gồm 3 người, bác trưởng cố vấn công ty, anh Hóa trưởng bộ phận khảo sát và anh Thủy có về khu vực Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, nó cũng khá là xa các bạn ạ. Đây thì đây khuôn đất của bác ấy, như các bạn nhìn thấy này. Đấy, khuôn đất thì bác đã sửa san gạt hết mặt bằng rồi, rất rộng rãi thoải mái nha. Đấy, thì bác sẽ làm một cái công trình nhà vườn riêng của bác ở khu vực này. Đấy, cái ô tô giữa cái ô tô chúng tôi đang đỗ luôn ạ. Đó thì bài toán chúng tôi là làm sao mà nó hài hòa và công trình của bác phải nổi bật nhất ở khu vực đó. Đó thì chúng tôi có sử dụng là máy bay flycam, kết hợp GPS và kính thực tế ảo để giúp cho gia chủ quan sát được toàn bộ các khuôn viên sân vườn của mình và xem có ảnh hưởng yếu tố phong thủy nào ảnh hưởng đến công trình không, để sau này bộ phận phong thủy sẽ kết hợp và xử lý luôn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào bộ hồ sơ của bác nhé. Thì đây bộ hồ sơ thiết kế này, tuy là công trình nhà vườn thôi nhưng mà công ty chúng tôi là cứ 2D có 3D và rất là chi tiết đầy đủ, làm sao gia chủ có thể là càng đầy đủ càng chi tiết thì gia chủ thi công càng dễ. Thì chúng tôi bộ ảnh đã chúng tôi hơn 150 tờ, các bạn so sánh với đơn vị khác thì nó rất là mỏng thôi nhưng mà chúng tôi cực kỳ dày và rất đầy đủ và rất chi tiết. Kết cấu này, kết cấu của bác thì rất là đất đồi rồi nên chúng tôi làm móng đơn thôi, điện này, nước này rất là dày. Đây kiến trúc mặt bằng kiến trúc đây, đấy khu vực sảnh chính đây, chiều ngang của công trình là 17m95, tính từ tim đến tim mà chúng tôi chia làm 6 lối trục, từ trục 1 đến trục 2 là 2m93, trục 2 đến trục 3 là 4m2, trục 3 đến trục 4 là 4m8 và trục 4 đến trục 5 là 4m2 và trục 5 đến trục 6 là 4m82. Còn chiều sâu của công trình là 13m thì chúng tôi cũng chia làm 5 lối trục, từ trục A đến trục B là 4m, B đến C là 4m8 và C đến D là 2m09 và D đến E là 2m11. Đó, thì chả có một cái vị giám đốc nào ngồi đây trực tiếp chia sẻ các bạn. Đó, và thứ hai là đầy đủ chi tiết như này, và đặc biệt lại vào ngày mùng 1 Tết là chúng tôi không bỏ sót bất kỳ ngày nào. Để mong muốn của tôi là giúp các bạn có thêm nhiều cái kiến thức về công năng sử dụng, về cách bố trí các phòng, về gì ạ, thẩm mỹ, về vẻ đẹp phía bên ngoài của công trình, và mong muốn hơn nữa là giúp các bạn thay đổi tư duy là xây nhà cần phải có thiết kế. Khi bạn có thiết kế ngôi nhà của bạn đẹp hơn, nó khẳng định được cái tính cách cá nhân của bạn, mong muốn của bạn, và thứ hai là bạn phải tự hào khi các khách hàng của bạn đến, khi bạn bè của bạn đến, họ phải thốt lên rằng ôi công trình của anh ấy sao đẹp thế, sao nó độc thế, nó lạ thế, nó chưa thấy có ở trên vùng này, đó thì bạn phải tự hào về công trình đó. Thì đấy là những cái gì mà thông qua những video truyền thông như này chúng tôi muốn chia sẻ đến các bạn, ngoài cái việc mà chia sẻ về công năng. Ok, thì chúng tôi lăm bậc đây lên khu vực sảnh chính, đó chính này là cho chỉ riêng chiều rộng là 2m chạy xung quanh ra khu vực sảnh phụ này, đó. Thì vào thẳng khu vực sảnh chính, bốn cửa thì là vào khu thẳng khu vực phòng khách. Và bác ấy muốn là một cái phòng thờ ngay sau phòng khách. Đó, thì chúng tôi làm một cái phòng thờ 12,53 sau phòng khách. Và phía bên tay trái màn hình các bạn đó là hai phòng ngủ. Phòng ngủ số 1 là 12,7 và phòng ngủ số 2 là 15,88. Và cái sảnh phụ là một cái hành lang chung. Để ví dụ nhà có công chuyện thì có thể đi vào cái khu vực sảnh phụ này, đi vào các phòng ngủ này luôn. Và ở bên cạnh thì là bác ấy muốn là khu vực bếp cũng ăn là phải ở phía đằng trước, để bác muốn là view ra cái thiên nhiên. Đó, bác không muốn ở khu vực đằng sau và làm sao mà nó phải gần khu vực phòng khách để bác thông cho cái không gian nó rộng rãi, và thứ hai nữa là tiện sử dụng cho bác. Thì chúng tôi để cái phòng khách đằng trước, phòng bếp phòng ăn đằng trước là 26,7m2 như thế này, rất rộng rãi thoải mái. Và phòng ngủ cuối cùng là phòng ngủ số 3 15,9m2 và có một cái vệ sinh khép kín là 5,8 lồi ra bên ngoài đấy ạ. Đó thì ở đây thì chắc chắn là các bạn sẽ thắc mắc là thế thì cái nhà vệ sinh chung cho gia đình này thì ở đâu, đúng không ạ? Tại sao mà không có thấy nhà vệ sinh chung ở đây? Thì xin chia sẻ với các bạn đó là bác ấy có một cái công trình cũ ở một cái nhà vệ sinh ở phía bên ngoài. Đó, có một cái nhà vệ sinh của một công trình cũ ở phía bên ngoài. Đó, thì bác không muốn là vệ sinh ở gì ạ? Ở trong nhà, muốn tách bạch riêng. Thì chúng tôi có thiết kế cho gia chủ, không thiết kế cho gia chủ vệ sinh chung ở trong nhà theo đúng mong muốn và nguyện vọng. Đấy, tại vì đây là gì ạ? Đây là mong muốn nguyện vọng cá nhân riêng của từng gia đình. Đấy, thì đây chúng tôi tôn trọng ý kiến của gia chủ và không thiết kế trong vệ sinh chung trong công trình, mà tận dụng công trình cũ ở bên cạnh. Đó, và bác ấy chỉ cần một cái vệ sinh chung, vệ sinh khép kín trong một cái phòng ngủ lớn là phòng ngủ master là 15,9 và phòng ngủ số 3 này thôi. Đó, thì đấy là cái lý do tại sao không có vệ sinh chung. Rồi các bạn có thể xem mô hình 3D đây, nó dễ hơn. Đấy. Đấy, mô hình 3D đây. Đó, cái mái thì vẫn là đổ mái bằng, bên trên thì xà gồ thép mạ kẽm, còn mái đua ra bên ngoài thì là bằng bê tông này. Đó, còn dưới này là xà gỗ thép mạ kẽm như này. Đó, rất chi tiết, rất đầy đủ như này. Này, mặt bằng nội thất đây, nó kê vào đây. Đó, giường tủ tivi. Đây, các bạn có thể xem đây. Đấy.
Đấy, chúng tôi trên này chúng tôi sẽ làm cái bức tường và sau bác sẽ vẽ tranh trang trí ở đây, và ra đằng sau hai có lối đi hai bên hông là khu vực phòng thờ. Đấy, vừa che chắn để tránh cái lộ với phòng khách và vừa thông thoáng tiện cho sử dụng. Đấy, phòng bếp đây chúng tôi làm ngăn cách bởi hệ lan đó. Đấy. Và hai bên này là hai phòng ngủ, một phòng ngủ đây có phía có phòng ngủ có vệ sinh khép kín. Được chưa? Rồi. Thì vừa rồi tôi đã chia sẻ các bạn một mẫu nhà vườn đẹp tiếp theo của công ty cổ phần kiến trúc Kisato, thì hy vọng là các bạn có thể học hỏi được một điều đó từ cái mẫu nhà vườn này. Nếu các bạn thích cái mẫu nhà vườn này cứ alo cho tôi theo số điện thoại bên dưới, hoặc là cần dịch vụ tư vấn thiết kế chuyên nghiệp để đến chúng tôi đến tận nơi khảo sát thì cứ alo cho tôi bên dưới để chúng tôi phục vụ quý khách hàng. Thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video chia sẻ tiếp theo. Đừng quên vào YouTube gõ Kisato, ấn nút đăng ký và chuông thông báo để nhận được nhiều các cái clip về mẫu nhà đẹp mà chúng tôi up lên 8 giờ tối hàng ngày. Và có thể vào website mẫu nhà cấp 4 là số 4 ạ. Mẫu nhà cấp 4.vn để xem hàng trăm mẫu nhà vườn khác mà chúng tôi thiết kế trên 6 bản này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chia sẻ tiếp theo.